Hello cả nhà. Em lên con Casio hàng chính hãng. Còn zin đẹp keng nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Chạy cái hai máy nha. Kim mà mặt điện tử. Kim cọc dạ quang rồi rất là sáng nha. Có đèn rất là dễ bấm nha cả nhà. Chạy full chức năng à. Có báo thức nha, bấm giờ thể thao, giờ thế giới. Này là đo vận tốc nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Dây này lên tay cũng rất là đẹp nha. Dây vừa cho anh tay nào 18 năm đổ về nha cả nhà. Chỉ 880 ngàn thôi. Em để cái nhà 880 ngàn bao ship nha. Quá đẹp luôn. Mời cả nhà nha.